Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 10 đồng token Caricature. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 10 triệu, đã có 164 tài khoản holder và đã phát sinh 378 lượt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net nha. Nên truy cập website để mình được hướng dẫn mô tả của video. Sau khi vào website, các bạn làm theo hai bước chắc chắn website cho mình. Bước 1, các bạn xếp cho quan trắc. Các bạn có thể sử dụng copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay xong những comment đây đã bắt vào số lên của các bạn nhé. Thêm địa chỉ token nào vào ví giúp mình. Ký hiệu CCTR số token 18. Rồi các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net. Truy cập vào bước 2, cái link rút gọn đây, nhấp vào cái link rút gọn đây nhé để nhận token. Rồi các bạn nhấp vào đây, yêu cầu CCTR. Chương trình đã drop nó sẽ kết thúc vào 86 ngày nữa nha. Rồi sau giá sau khi niêm yết trên sàn và có giá về một CC tương đương với 0,7 đô la nhé. Thì các bạn nhấp vào đây, yêu cầu 10 CC. Được rồi. Thì nó yêu cầu kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Phi ra của nó là 0,000605 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Claim.net thứ nhất nhé để cập nhật những dự án miễn phí và tiền token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra nếu các bạn có chưa có tài khoản giao dịch các sàn tiền điện tử, các bạn thường có thể vào đây đăng ký để này như sàn là giao dịch Binance là sàn nổi tiếng nhất bây giờ, bạn có thể vào đây đăng ký để sử dụng nhé để ủng hộ kênh. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách được làm nhận được 10 đồng token CCTR. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.